thẳng thì không được phải đâu. Đúng rồi, đúng nhớ rồi. Lần đi thẳng luôn. Dạ. Hồi đợt trước anh Tấn chở đi cũng đường này nè. À, không phải đường vô đường đi tắt là dạ. Chưa tới chút xíu nó mới tới đường đi tắt. Đường đi tắt là người phải ừ. Là vô phải đi khỏi này hắn tải game quá không chứ, có tải nữa vậy tải gì vẫn liệt luôn rồi tải gì nữa liệt đâu mà liệt sao nó có cái máy mà kỳ cục vậy là đường đi đi ấy nè ờ, đường này nếu mà tắt á thì nó tắt quẹo này. Ờ, còn mình không tắt mình đi đi luôn phải không đường này đi xe không tao